Người đàn ông khi đang đọc sách bất ngờ phát hiện người dọn dẹp trước mặt cư xử thật kỳ lạ. Chỉ thấy cô ấy mỗi khi thu dọn đĩa ăn sẽ vô thức nhìn xung quanh, ngay sau đó sẽ nhanh chóng nhét bánh mì kẹp thịt còn sót lại vào túi. Người đàn ông cười khinh bỉ, nhưng không ngờ đúng lúc người dọn dẹp đến sau lưng anh ta để đổ rác, anh cố ý không cẩn thận làm đổ chiếc cốc. Thế là một cách tự nhiên có cơ hội nói chuyện với người dọn dẹp. Anh ấy lấy tấm danh thiếp trong ví ra rồi đưa cho người dọn dẹp. Lúc đó, cô ấy mới nhận ra anh ấy là nhiếp ảnh gia, mục đích trò chuyện với cô là để tuyển người mẫu mới. Vì cái nhìn vô tình vừa rồi, vẻ ngoài của cô cũng đã thu hút anh sâu sắc. Nhưng Waris không muốn ở cùng ông chủ béo nói nhiều này, thế là cô lập tức lấy danh thiếp. Lúc này đối phương mới hài lòng rời đi, và điều mà không ai có thể tưởng tượng đó là chính là vì động tác nhỏ vô ý của cô ấy, số phận sau này của Waris cũng hoàn toàn được viết lại. Waris Ben sinh ra ở Somalia, trong khu vực này có những xiềng xích vô cùng khủng khiếp, không chỉ có sự trọng nam khinh nữ nặng nề, thậm chí còn có hủ tục cắt bỏ thứ đó mà chúng ta chưa từng nghe đến. Và hủ tục xấu khủng khiếp này sẽ xảy ra vào lúc cô bé bị đưa đến vùng đất hoang khi mới 3 tuổi. Chỉ thấy một bà già lấy ra một lưỡi kim rỉ sét rồi tàn nhẫn cắt bỏ phần độc nhất của người phụ nữ. Cuối cùng sẽ dùng chiếc gai nhọn để khâu vết thương, không thực hiện điều trị khử trùng, sau đó cô bé sẽ bị bỏ lại vùng đất hoang này trong 3 ngày 3 đêm. Nếu sống sót có nghĩa là cô bé đã được cắt bỏ chỗ ấy thành công. Nhưng hai em gái của Waris lại không may mắn như vậy, họ lần lượt chết vì nhiễm trùng vết thương. Chuyện vô nhân đạo không chỉ có thế. Khi Waris 12 tuổi, cha cô vì lợi ích trước mắt đã hứa hôn cô với một người đàn ông 70 tuổi. Cô ấy không muốn bị ràng buộc bởi điều này, thế nên cô ấy chọn cách chạy trốn trong màn đêm tĩnh mịch. Mẹ cô lúc này không ngủ nhưng cũng chỉ trầm mặc. Tất cả những gì bà có thể làm bây giờ là nhìn bóng lưng của Waris biến mất trong đêm tối. Cứ như thế, cô đi chân trần trên sa mạc nóng bức, khi đói thì cô ấy gặm gai, khi cảm thấy buồn ngủ thì cô chỉ cần tìm một nơi để nằm xuống. Ý chí mạnh mẽ đã khiến cô phải đi bộ suốt 7 ngày 7 đêm, đôi chân nhỏ nhắn ấy đã mòn đến tận xương tủy rồi. Không ai ngờ rằng chính vì quyết tâm này, Waris sẽ là người thay đổi vận mệnh của toàn bộ phụ nữ châu Phi trong tương lai. Không biết đi bao lâu, cuối cùng cô đã gặp được một người tài xế cho cô quá giang. Nhưng không ngờ đi nửa đường tài xế đã bộc lộ bản chất muốn xâm phạm Waris. Ngay cả khi cơ thể nhỏ bé bị đối thủ đàn áp, cô vẫn kiên cường chiến đấu. May mắn thay vào thời khắc nguy cấp, cô ấy đã dùng đá đập vào người khiến anh ta bất tỉnh. Thoát khỏi cơn ác mộng kinh khủng này, cứ như vậy, cô lê được cơ thể mệt mỏi của mình xuất hiện ở thị trấn nơi bà sống. Vì đói và sợ hãi kéo dài, mắt cô bắt đầu mờ đi và đầu óc như bị thôi miên. Ở nơi hỗn tạp này, cô suýt bị bọn buôn người bắt cóc. May mắn có một người mẹ tốt bụng đã giúp đỡ, lúc này cô mới thoát khỏi nguy hiểm một lần nữa. Waris đã trải qua rất nhiều khó khăn, cuối cùng đã đến nhà bà ngoại, cuối cùng đã có bữa ăn đầy đủ đầu tiên sau một thời gian dài. Nhưng phải đối mặt với cái miệng thừa đột ngột này, rõ ràng là mẹ chồng và con dâu rất bất mãn, một bên chế nhạo Waris giống như con vật, một bên lại buộc tội cô và muốn đuổi cô đi. Lúc này, bà nội chỉ nhìn cô bằng ánh mắt tin tưởng. Nhưng dù vậy bà cũng không thể giữ Waris bên mình, gia đình họ không giàu có. Bà không chọn cách phớt lờ cô, thay vào đó bà tìm được công việc làm tượng nữ thông qua các mối quan hệ, đưa cô ấy đến đại sứ quán Somalia ở London. 6 năm sau, dấu vết thời gian đã lấy đi gương mặt trẻ thơ của cô. Vốn cho rằng cuộc sống sẽ tiếp tục như thế này, nhưng vào ngày đảo chính ở quê hương của họ tại Somalia, tất cả công nhân đóng quân ở nước ngoài đã được đưa về nước. Waris cũng biết rằng nếu cô ấy bị đưa về, đối mặt với cô ấy sẽ lại là bóng tối vô tận trói buộc số phận. Vì thế, khi cô ấy gặp rắc rối ở đại sứ quán đã chọn cách lén trốn thoát, không có nơi nào để nương tựa, cô chỉ có thể lưu lạc trên đường phố. Khi mệt mỏi chỉ có thể đi tìm mảnh đất trống, thu mình một góc ngủ qua đêm. Đói thì lục thùng rác để tìm thức ăn thừa. Nhưng vào ngày này, ngay khi cô định qua đêm trong nhà vệ sinh thì đã bị nhân viên bán hàng Mary xông vào phát hiện. Cô ấy lập tức định gọi cảnh sát để bắt giữ cô, nhưng vì thương hại Waris, cô ấy cũng bỏ qua ý định này. Tại thời điểm đó, đây là lần đầu tiên Waris cảm nhận được hơi ấm của người lạ. Vì không còn nơi nào để đi, cô quyết định nhờ cậy vào Mary. Cô cầu xin Mary hãy nhận nuôi cô gái trẻ không còn nơi nào để đi, sau đó sử dụng một vài từ tiếng Anh mà cô biết thể hiện thiện chí của một người. Nhưng điều này đã phản tác dụng, cô khiến Mary nghĩ rằng có lẽ người này có vấn đề gì đó. Vừa bước ra khỏi thang máy, cô nàng đã nhanh chóng bỏ chạy, nhưng Waris vẫn theo sát phía sau. Trước sự kiên trì của Waris, cô ấy đã chọn cách thỏa hiệp. Mary nói rằng cô ấy sẽ chỉ thu lưu cô một đêm. Nhưng khi cô tỉnh dậy sau giấc mơ vào sáng hôm sau, lúc này mới phát hiện ra căn phòng bẩn thỉu đã được Waris dọn dẹp ngăn nắp, không chỉ vậy còn chu đáo chuẩn bị bữa sáng cho cô. Mary lúc này cũng gạt bỏ thành kiến với cô, từ đó bắt đầu có ấn tượng tốt hơn với Waris. Cô dự định thu nhận Waris, thậm chí còn giới thiệu cho cô ấy một công việc ở nhà hàng, chính xác là nhờ trải nghiệm này mới có cảnh phim lúc bắt đầu. Nhưng ngay khi cô ấy đi làm cả một ngày trời về đến nhà, cô thấy Mary đau đớn khóc lóc thảm thiết khi nhận một lá thư. Hóa ra đó là một lá thư từ trường múa ba lê mà cô luôn hằng mong, dù cô có cố gắng thế nào đi chăng nữa, thứ chào đón cô vẫn là ba tin nhắn từ chối liên tiếp. Nhìn thấy tình cảnh này, Waris không biết nên an ủi Mary như thế nào, cô liền lấy chiếc váy bên cạnh ướm lên, sau đó đi cùng Mary đến một quán bar cô ấy chưa từng đến để xoa dịu tâm trạng của Mary. Nhưng hiển nhiên loại địa điểm này không thích hợp với cô. Giữa sàn nhảy, Mary say khướt buông thả mình, Waris thì ở một bên ngơ ngác nhìn.
Vẻ ngoài nổi bật của cô ấy cũng rất nhanh hấp dẫn một vị khách. Hai người dường như yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, dưới những lời nói bọc đường của người đàn ông, cô suýt rơi vào bẫy. Cô chợt nhận ra tình hình nên quyết định chạy đi. Nhìn những con phố ồn ào hối hả và nhộn nhịp, với Waris cô độc thì nó vẫn hoàn toàn trầm lặng. Lúc này yêu đương đối với cô có lẽ chỉ có thể là một điều xa xỉ, ký ức tuổi thơ cũng thôi thúc cô không dám tìm kiếm điều này. Ngay khi cô ấy trở về nhà một mình đã nhìn thấy cảnh khó coi của Mary và bạn trai, Waris rõ ràng là có chút tức giận. Sau khi tiễn bạn trai cô ấy đi, chỉ có người phụ nữ trải qua tục lễ mới là người phụ nữ tốt. Đây là lần đầu tiên Mary nghe thấy từ lễ tục khâu chỗ ấy nên cũng rất tò mò. Waris vén váy lên và đưa cho Mary xem vết thương rợn người. Mary vô cùng sốc, sao trên thế giới thực sự còn có một hủ tục làm khổ phụ nữ. Trải nghiệm của Waris khiến cô đồng cảm, đôi mắt cô lập tức đỏ lên. Mary vén váy lên cho Waris thấy cô ấy trông như thế nào khi không trải qua hủ tục. Lúc này lòng Waris như bị sét đánh sụp đổ tuyến phòng thủ. Người phụ nữ mạnh mẽ này đã bật khóc không thành tiếng. Nỗi đau trong lòng cô lúc này cuối cùng cũng có được sự thanh tẩy. Nhưng việc trải qua hủ tục như vậy khiến những di chứng luôn hành hạ cô, mất rất nhiều thời gian mỗi khi đi vệ sinh hoặc có thể thỉnh thoảng bị đau bụng. Một hôm cô đau đớn đến mức Mary phải đưa Waris đến bệnh viện. Sau khi gặp bác sĩ, ông thông cảm với hoàn cảnh của cô nhưng không thể khôi phục lại trạng thái ban đầu, ít nhất cô ấy có thể phẫu thuật để không bị đau đớn trong tương lai. Bởi vì sợ Waris nghe không hiểu, bác sĩ đã gọi cho đồng nghiệp của mình người Somalia làm phiên dịch. Nhưng những lời lẽ đầy quan tâm này đến miệng nam hộ sĩ lại thay đổi. Họ hoàn toàn không kiểm soát được truyền thông đó. Bảo cô ấy đừng lo lắng, chúng ta có thể giải quyết cho cô. Nếu thay đổi hiện trạng lúc này chính là cô đang phản bội lại cha mẹ mình, có lỗi với đất nước và truyền thống. Anh ta khinh thường cô, bị đồng bào làm nhục như một mũi kim đâm vào trái tim cô. Cô cảm thấy tuyệt vọng và xấu hổ vô cùng. Kiểu giáo dục này đã được thấm nhuần trong cô từ khi còn nhỏ, cô ấy cũng hiểu rõ nhất tác động của những lời nói như vậy. Cuối cùng cô chọn cách im lặng rời bệnh viện, bước đi không mục đích trên con phố ồn ào này. Nhưng ngay khi đến gần một tấm kính, cô nhìn thấy một người phụ nữ được che kín đầu ngoại trừ đôi mắt. Cô nhớ đến bà và mẹ mình và hàng ngàn phụ nữ ở châu Phi. Tất cả họ đều đang chịu đựng cùng một hình thức bức hại. So với người ở Somalia, Waris lúc này đã được coi là may mắn. Nghĩ đến đây, ánh mắt cô trở nên vô cùng kiên định. Xiềng xích của số phận cũng bắt đầu được nới lỏng vào lúc này. Bằng cách này, cô bước đến bệnh viện mà không chút do dự, với Mary đồng hành đã hoàn thành tiểu phẫu này. Vậy là Waris dường như được tái sinh, cũng đã đến lúc phải trọn vẹn vĩnh biệt quá khứ. Cô sẽ không quay lại nhà hàng nơi cô không thể hoàn thành công việc của mình, trực tiếp đến gặp nhiếp ảnh gia Donald đã đưa danh thiếp cho cô. Sự xuất hiện của Waris rõ ràng khiến anh ấy rất vui. Nhưng vì chưa từng làm người mẫu, cô đối với đèn flash của ống kính rất mẫn cảm. Nhưng dưới sự hướng dẫn cẩn thận của Donald, Waris nhanh chóng thích nghi với nó. Và dưới bàn tay của Donald, rất nhanh Waris cũng được một công ty người mẫu chú ý. Người đại diện rất hài lòng với hình ảnh của cô. Sau đó người đại diện đưa cho cô một đôi giày để cô ấy catwalk với nó xem có được không. Đây là lần đầu tiên cô được tiếp xúc, cô thậm chí còn không thể đứng vững. Vì vậy cô phải tìm đến sự giúp đỡ từ Mary để cô ấy dạy mình catwalk. Lúc đầu mỗi bước đi cô đều cẩn thận như em bé tập đi, nhưng dưới sự hướng dẫn cẩn thận của Mary, trong một thời gian cô ấy dần dần bắt đầu thành thạo và bước đi nhẹ nhàng, mỗi bước đi đều đầy tự tin. Sau đó họ để Waris chinh phục mọi phong cách và trang phục. Cô vốn nghĩ đây sẽ là một khởi đầu tươi đẹp trong cuộc đời mình, không nghĩ rằng đây sẽ là khởi đầu cho cơn ác mộng. Một hôm người đại diện đã rất tức giận, cô đến chỗ Waris. Vì hộ chiếu hết hạn trước năm mới nên bây giờ cô là cư dân bất hợp pháp, khi hộ chiếu được phát hiện, cô phải đối mặt với việc bị đưa thẳng về nước. Lúc này, anh thợ điện trong khách sạn đã quỳ một chân xuống đề nghị một cuộc hôn nhân giả. Bằng cách này, cô ấy có thể trở thành cư dân hợp pháp trong một năm, thuận theo tự nhiên cũng có thể lấy được hộ chiếu mới. Nhưng ý tưởng này rõ ràng là không thực tế, đối với người đại diện mỗi một phút giây chờ đợi cũng là lãng phí thời gian. Bởi vì cô đã sớm nhận hợp đồng cho Waris rồi, họ sẽ đi lưu diễn nước ngoài vào thứ ba. Chủ khách sạn cho biết bà có thể giúp họ giải quyết vấn đề, bằng cách này họ đã vào được sân bay một cách suôn sẻ. Nhưng ngay khi chuẩn bị lên máy bay, Waris bị cục quản lý xuất nhập cảnh bắt giữ, lúc này họ mới nhận ra cô làm chứng minh giả, vì vậy cô cũng bị bắt và giam giữ. Điều sẽ chờ đón cô ấy tiếp theo sẽ là số phận bị đưa về nước. Nhưng ngay khi cô đã hoàn toàn từ bỏ và lựa chọn thỏa hiệp, văn phòng nhập cư đã được bàn giao quyết định cho cô được tại ngoại. Nhưng có một yêu cầu cô phải báo cáo với văn phòng nhập cư mỗi tuần, vi phạm sẽ bị trục xuất ngay. Để câu được người, đại diện của Waris cũng đã bỏ ra rất nhiều tiền, thậm chí phải chi hàng chục nghìn bảng để thuê luật sư giỏi nhất. Nhìn vào những tờ tiền giá trị, Waris biết rằng cô không bao giờ có thể đền đáp hết được. Vì vậy để ở lại đây, Waris chỉ có thể chọn kết hôn giả với anh thợ điện. Nhưng do địa vị đặc biệt của Waris, thỉnh thoảng họ sẽ bị cục quản lý xuất nhập cảnh kiểm tra bất ngờ, thế nên họ phải sống cùng nhau. Anh thợ điện đã nhiều lần tuyên bố không bao giờ có ý định xấu xa, tất cả những gì anh làm chỉ là để đánh lừa cơ quan quản lý nhập cư. Vì vậy Waris cũng lựa chọn tin tưởng anh. Nhưng thời gian tốt đẹp không kéo dài lâu, người đàn ông lúc này bộc lộ bản chất thật của mình, từ đầu hắn đã nhìn trúng cô nên mới hảo tâm ra tay giúp đỡ. Nhưng Waris lại luôn có thái độ lạnh lùng khiến hắn cuồng loạn. Và vào buổi sáng, cục quản lý xuất nhập cảnh bất ngờ ghé thăm. Waris nhanh chóng đánh thức người thợ điện đang ngủ say. Khi cơ quan nhập cư tìm thấy phòng ngủ của họ, nghi ngờ hai người ngủ có cùng nhau không. Người thợ điện đã lợi dụng tình thế này để ra tay, Waris phản kháng trong lòng hận không thể rời đi.
cho đến khi người của văn phòng nhập cư rời đi, cô ghê tởm đẩy hắn ra rồi vào phòng ngủ lau miệng với vẻ bực bội. Khuya hôm đó, hắn muốn làm điều gì đó thậm chí cực đoan hơn khiến cô không thể chịu nổi. Waris liền gọi cho Mary, so với nỗi nhục cô phải chịu, cô ấy thà bị đưa về nước còn hơn. Mary đã an ủi cô ấy chịu đựng thêm một chút nữa, chỉ cần cuộc hôn nhân đã hoàn tất một năm, cô có thể nhận giấy phép cư trú hợp pháp, cũng sẽ thoát khỏi biển đau khổ. Buổi sáng của vài tháng sau, người đàn ông dường như đang cố gắng thuyết phục Waris. Lúc này có một lá thư được nhét vào khe cửa, khoảng khắc mở phong bì cô mỉm cười nhẹ nhõm, đó là sự xuất hiện của giấy phép cư trú vĩnh viễn. Sau khi cảm ơn người đàn ông, cô dứt khoát tháo nhẫn tạm biệt cuộc hôn nhân giả một năm thống khổ. Điều chờ đón cô tiếp theo là sự khởi đầu của một cuộc sống thực sự tươi đẹp. Cuối cùng Waris cũng sắp bắt tay vào chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới. Chỉ thấy cô ấy mặc trang phục của những người phụ nữ Trung Đông, kiểu trang phục chỉ hở mắt. Khi cô ấy đứng trên sân khấu dần dần mờ nhạt, xiềng xích của số phận cũng đã rơi rụng, cô ấy chui ra khỏi kén và trở thành một con bướm rực rỡ. Khuôn mặt bị tra tấn của cô ấy nở rộ như hoa giữa sa mạc. Đây là nhịp đập của cuộc sống, cũng chính là tinh thần phá vỡ số phận. Sau màn trình diễn, cô còn xuất hiện trên tạp chí thời trang hàng tuần, trở thành một siêu mẫu thực thụ. Nhưng cô lại không thèm muốn sự phù phiếm trước mặt, cô chọn cách từ bỏ mọi thứ trước mắt và trở về quê hương, giải cứu nhiều phụ nữ châu Phi hơn. Sau này, việc làm của cô cũng được đài truyền hình biết đến. Trong cuộc phỏng vấn, phóng viên hy vọng cô ấy có thể nói cô ấy làm cách nào từ vô danh trở thành siêu mẫu quốc tế. Nhưng cô lại kể lại tuổi thơ cơ cực đối mặt với hủ tục lạc hậu, thứ khiến cô buộc phải đứng lên giành lại quyền con người của mình. Sự điềm tĩnh và một đôi mắt rưng rưng của cô khiến phóng viên đồng cảm, trong giây lát nghẹn ngào đến mức không nói được. Sau này, việc làm của Waris lại xuất hiện trên tạp chí, bấy giờ người ta mới biết có một khung cảnh đen tối hành hạ phụ nữ. Nhờ ảnh hưởng của Waris, cô cũng được mời phát biểu tại Liên Hợp Quốc. Dưới ánh đèn sân khấu, cô vạch trần hủ tục man dợ cho thế giới. Các cô gái bị coi là ô uế và không thể kết hôn từ khi cắt vào khâu chỗ ấy, còn thậm chí có thể bị đuổi khỏi làng vì điều này và đối xử với họ như một gái điếm. Cô cam kết thay đổi những tục lệ xấu này, tất cả vì số phận của người phụ nữ. Đây là câu chuyện có thật, tục lệ này cũng thật, dù sinh ra trong số phận khốn khổ, cô ấy dựa vào ý chí mạnh mẽ của mình chịu đựng được tất cả những đau khổ, vẫn đứng vững bất chấp khó khăn. Cô chính là bông hoa đẹp nhất. Các bạn thấy sao về bộ phim? Hãy để lại comment bên dưới nhé.